xin chào tất cả mọi người nhá. Thực sự bây giờ mình rất là hạnh phúc. Các bạn có biết vì sao không? Bởi vì trên tủ sách của nhà mình hiện nay đã có hai cuốn sách mà mình mong đợi từ rất là lâu rồi. Đó chính là Gungunzo Tatsu Kanji N3 Kanji N2. Lần đầu tiên mình được xuất hiện trên vỉa sách như thế này này, nên cảm thấy rất là sung sướng mọi người ơi. Ok rồi, nói về kanji thì các bạn cảm thấy rất là hoài và khó nhằn phải không nào? Bởi vì chữ đó vừa lằng ngoằng như thế này mà gì nhỉ? Lượng chữ Hán lại rất là nhiều đấy chứ. Đặc biệt các bạn đang học từ N4 mà nhảy lên học N3, N2 thì sẽ bị cảm thấy sốc. Bởi vì lượng kanji trong N5, N4 nó rơi vào tầm khoảng 300 chữ kanji thôi. Nhưng mà vào đến N3, N2 này nó rơi tầm khoảng gần 900 chữ kanji cơ. Đúng không nào? Vậy thì vừa làm thế nào để học nhanh mà lại nhớ được lâu bây giờ cơ chứ? Thực ra có rất là nhiều phương pháp học kanji mọi người ạ. Tuy nhiên cái phương pháp học 1 nhớ 3 do mình nghĩ ra này này, nó sẽ giúp các bạn học nhanh, nhớ lâu và hiểu sâu nha mọi người nha. Ok, vì sao mà chúng ta lại học được nhanh? Bởi vì chúng ta học 1 mà chúng ta sẽ nhớ được 3. Nhớ lâu bởi vì sao? Bởi vì trong sách kanji này mình đã sắp xếp có những cái bộ giống nhau. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đấy, có mấy cái bộ giống nhau như thế này vào. Đấy, thì chúng ta sẽ nhớ rất là nhanh. Và nó lại cùng một cấp độ nữa cơ, nên là các bạn không phải lo lắng. Bởi là mình đang học kanji này, không biết kanji này đang ở cấp độ mấy. Khi mà chúng ta vào một lớp học mới á, ví dụ đây có ông Cường, ông Nam, ông Hải chẳng hạn, đúng không? Làm thế nào nhớ được ba ông này bây giờ? Tuy nhiên có ba ông Dũng chẳng hạn thì chúng ta lại nhớ rất là nhanh. À, chung một đặc điểm là ba ông Dũng. Ông này là Văn Dũng, ông này là Xuân Dũng, ông này là Việt Dũng. Việc học kanji này cũng như vậy, đúng không? Cùng một bộ luôn. Và hai cuốn sách kanji này thì mình đã nghiên cứu rất là chỉnh chu và kỹ lưỡng rồi mọi người ạ. Kể từ lúc sắp xếp kanji lại, sau đó thì đặt ví dụ, sau đó rồi quay video, rồi sẽ chỉnh sửa video, sau đó lại chỉnh sửa bản mềm trong sách, chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại. Tính ra là 2 năm rồi mọi người nhá. Thời gian rất là dài. Và cuối cùng mình cũng đã xuất bản được nó. Và kể từ khi làm video đến giờ cũng hơn 1 năm trời rồi mọi người nhá. Mình xem đi xem lại video, xem đi xem lại cái cuốn sách này, mình cảm thấy không bị nhàm chán, không bị lỗi thời, và cảm thấy học rất là hiệu quả, rất là vào đầu. Bây giờ chúng ta sẽ xem cuốn sách, trong cuốn sách này có những cái gì nhá. Trước tiên đây là bìa sách mọi người nhá. Rất là đẹp, rất là xịn. Có file nghe đúng không? Chụp ảnh vào mã QR này, chúng ta sẽ bấm vào đây và sẽ nghe được luôn. Ở trang lời nói đầu thì do ai viết đây nhỉ? Các bạn có nhìn thấy không? Cô Trần Thị Thu Thủy, trưởng khoa tiếng Nhật trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đã review và đã viết cái lời nói đầu này cho mình. Các bạn có thể tập quen. Tiếp theo là đến trang hướng dẫn cách sử dụng. Đây, hướng dẫn cách sử dụng đây. Ví dụ chương đầu tiên đây thì được sắp xếp theo chữ ý luôn này. Được chưa? Ý này, ức này. Ước này, này cách nhớ vào này, ý kiến và chữ ý đây là những âm thanh đó phát ra từ trong tim của mình đây, thì chúng ta sẽ viết được chữ ý này, được chưa nào? Và đây dưới đây là các ví dụ. Có phải nghe đúng không? Vậy thì để nghe được thì chúng ta sẽ chụp ảnh vào mã QR này và chúng ta sẽ bấm vào đây và sẽ nghe được luôn. Đây số ユニット1 1. 受け取り期限は本日23時59分となりますのでご注意ください。18 chương mọi người nhé, 18 chương. Đấy. Và phần cuối này có đáp án này, test chương này, test tổng hợp và một lục âm ấn Việt nữa mọi người nhé. Cuối cùng, mình hy vọng hai cuốn sách kanji này sẽ giúp ích được các bạn trong việc học kanji nói riêng cũng như trong việc học tiếng Nhật nói chung một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nếu mà các bạn muốn mua sách này thì nhớ comment hoặc là inbox cho mình nha. Ok, rất mong rằng hai cuốn sách này sẽ sớm nằm trong tủ sách của các bạn. Ok, yes. Bye bye mọi người nha.